Hello, xin chào các bạn. Mình là Ngọc Nhi. Hôm nay cái gì nhỉ? Xin chào các bạn. Cái gì nhỉ? Giới thiệu tên như thế nào? Mời các bạn đến thì xin chào các bạn, mình là Ngọc Nhi. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3, là ngày sinh nhật của mình. Mời các bạn đến tham dự ngày sinh nhật của mình nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bánh sinh nhật của mình. Tối nay mình sẽ mở bánh và thổi lên các bánh ăn. Mời các bạn ăn cùng mình nhé. Mình là Ngọc Nhi, hôm nay là sinh nhật 5 tuổi. Mình mời các bạn ăn bánh sinh nhật nhé.